Vậy thì mấy ông phải xài hàng chất lượng thôi. Ống nhựa UPVC, HDPE, PPR và phụ kiện của thương hiệu Hoa Sen, sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức đặc chuẩn quốc tế. Ống nhựa Hoa Sen đúng là vừa tốt mua. Lại bền trong. Ống nhựa Hoa Sen, những nguồn hạnh phúc. Kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết ở các tỉnh thành Tây Nguyên và Nam Bộ đang xấu đi, mưa dông tăng lên diện rộng. Thời gian mưa không chỉ diễn ra vào buổi chiều mà kéo dài đến cả đêm. Nhiều điểm đã có mưa to với lượng từ 35 đến 53mm, riêng tại huyện U Minh, Cà Mau thì còn lên đến 64mm. Yếu tố gây mưa chính là gió Tây Nam đang hoạt động mạnh lên, sẽ tiếp tục gây mưa diện rộng trong chiều và đêm nay. Cảnh báo nhiều điểm có mưa vừa mưa to có thể gây ngập úng cục bộ, cùng với đó là nguy cơ về dông sét và gió giật mạnh. Trong khi đó, ở Bắc Bộ, mưa đang tạm giảm. Thời gian mưa nhiều chủ yếu xảy ra về đêm, còn trong chiều nay các thành phố có mưa rào ngắt quãng là Sơn La, Điện Biên Phủ, Lào Cai và Hải Phòng. Nhiệt độ vì thế cũng sẽ không quá 32 độ. Thủ đô Hà Nội và thành phố Ninh Bình lúc mưa lúc nắng, nhiệt độ tương đối cao 33-34 độ. Lui xuống Trung Bộ khắp các thành phố, từ Thanh Hóa đến Huế chiều nay trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Sau đó về chiều tối và đêm sẽ chuyển mưa dông. Đây cũng là mức nhiệt và trạng thái thời tiết ở các thành phố từ Đà Nẵng đến Phan Thiết. Chuyển sang diễn biến vùng áp thấp trên Biển Đông. Lúc 7 giờ, tâm của nó cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 160 km về phía Nam Đông Nam. Dự báo trong 24 và 48 giờ tới, nó sẽ đi chủ yếu theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Quá trình mạnh lên của vùng áp thấp kết hợp với gió Tây Nam tiếp tục gây thời tiết xấu cho một loạt các vùng biển. Khu vực giữa và Nam Biển Đông gồm huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Ninh Thuận đến Kiên Giang, mưa dông mạnh đi kèm với lốc xoáy và gió giật cấp 6, cấp 7. Ở huyện đảo Hoàng Sa cũng cảnh báo có mưa dông và không loại trừ nguy cơ về lốc xoáy và gió giật. Cuối cùng sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong chiều và tối nay.